Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Qua bản tin sau đây liên quan đến tiệm bánh Herzog German sẽ mở cửa vào ngày Chủ nhật tuần này. Theo như tờ San Francisco Eater đưa tin, tiệm bánh Herzog German sẽ chính thức mở cửa vào ngày Chủ nhật tuần này tại Napa. Trước đó, tiệm bánh ngọt này từng thông báo về kế hoạch thành lập cửa hàng vào mùa hè năm ngoái và còn quyết định mở một ô kính nhỏ trưng bày trong thời gian. Theo như tờ San Francisco Eater, chủ sở hữu tiệm bánh này là đầu bếp Hà Đỗ. Cô là người gốc Việt và lớn lên ở Đức. Vì vậy, khi cô chuyển đến Hoa Kỳ thì cô rất nhớ những chiếc bánh truyền thống từ Đức. Herzog German là tiệm bánh đầu tiên của cô và cũng là tiệm bánh Đức duy nhất ở San Francisco. Herzog German có các loại bánh như là bánh Black Forest, bánh Donut, Berliner Phết Mức và bánh Quy Giòn. Bánh Donut Berliner có nhiều loại hương vị khác nhau như là kem vani, Nutella, mức táo và các loại mức khác. Tất cả đều do tiệm bánh tự làm và tùy theo mùa. Cửa tiệm này còn có loại bánh donut Berliner mini dành cho trẻ em hoặc là cho bữa ăn nhẹ. Bánh kem của cửa tiệm có 8 loại để khách hàng lựa chọn, bao gồm từ những kiểu truyền thống cho đến những kiểu sáng tạo của riêng cô Hà với cách trang trí đẹp mắt. Tiệm bánh là một không gian tuyệt vời để gặp gỡ bạn bè vào buổi chiều, ngồi xuống với một lát bánh và tách cà phê. Đây cũng chính là một truyền thống quan trọng trong văn hóa Đức và cô Hà Đỗ muốn giới thiệu điều đó với San Francisco. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.